kia là ủy ban xã Xuyên trên này. Chào anh. Rồi em view lại sau này cho anh chị nhìn lại nhà cũ. Rồi. Có cả flycam bay cao rồi. Rồi. Đây đây cũng thẳng đường đúng không? Ngay đây đi lên nhìn được. Rồi. Ngay sau này nó rộng lắm. Vâng. À, tính hết cả cái khu vực mương này anh. Sang hẳn mương luôn này. Ơ chứ không như kia mà mình vướng cái nhà kia. Đấy thôi thì mình làm đây luôn để đỗ xe trước cửa nhà luôn. Rồi tất cả các bạn đang xem cái không gian nhà cũ của anh Lục, đơn vị chúng tôi đến huyện Kim Thành, Hải Dương các bạn nhé. Công trình nhà anh là nhà mặt phố này, 7m chiều sâu của anh dài hơn 30m, thoải mái để thiết kế nhà cho các bạn. Họ ra cái khu đường lớn các bạn. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhá. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Các bạn nhớ theo dõi kênh YouTube Phạm Văn Tuân để nhận được nhiều cái hành trình thú vị của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Rồi, em chào anh chị nhá.